cập nhật thành tích của đội Việt Nam sau ngày thi đấu Tang Biathlon đầu tiên. Quý vị thân mến, ngày thi đấu thứ hai của giải đua xe tăng quốc tế Tang Biathlon 2018 đã kết thúc với hầu hết các đội mạnh đã ra quân, trong đó đáng chú ý nhất là màn tranh tài của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển xe tăng Việt Nam kiếp xe số 1 đã hoàn thành bài thi đầu tiên của mình tại giải đấu Tang Biathlon 2018. Cùng bảng với chúng ta còn có các đội là Myanmar, Armenia và Kyrgyzstan. Đây là lần đầu tiên Việt Nam làm quen với xe tăng T72B3, trong khi các quốc gia còn lại đều có T72B trong biên chế, được xem là một bất lợi không nhỏ đối với chúng ta. Thực tế đã cho thấy Việt Nam có màn ra quân không được như ý muốn, tốc độ di chuyển của xe lúc cao nhất chỉ đạt 55 km/h, trong khi đó thông số này ở đội Armenia lên tới 67 km/h. Xe tăng do kiếp lái Việt Nam điều khiển cũng không thực hiện được các vòng cua hay tránh chướng ngại vật tốt. Đây cũng là điều dễ hiểu khi các chiến sĩ mới làm quen với xe tăng trong vài ngày qua. Ở bài bắn các mục tiêu từ cự ly 1.600m, 1.700m và 1.800m, kiếp xe của Việt Nam chỉ bắn trúng duy nhất một mục tiêu. Có thể nhận thấy việc chưa quen khí tài gây ảnh hưởng lớn khi thời gian ngắm bắn của chúng ta khá là lâu. Kết quả tính đến khi kết thúc lượt đấu, đội Việt Nam 1 đứng hạng 9/12, chúng ta cần 43 phút 31 giây để hoàn thành bài thi. Trong khi đứng đầu là Trung Quốc với xe tăng Type 96B chỉ mất đúng có 21 phút. Sau phần thi đấu của Việt Nam, đội hạt giống số 1 là Nga đã bước vào tranh tài cùng hai đội tuyển cũng rất mạnh khác, đó là Serbia và Iran. Do đã quen thao trường nên kiếp lái Nga đã có những màn bứt tốc rất ngoạn mục. Ở bài bắn, Iran bắn trúng cả 3, Nga bắn trúng 2, tuy nhiên xe tăng Nga gây ngạc nhiên khi đạt tốc độ tối đa 77 km/h, vượt trội mọi chiếc T72B3 khác, dẫn tới nhận định rằng Nga thực chất đang dùng T72B3M với động cơ 1.130 mã lực, trong khi các xe tăng khác chỉ có động cơ 950 mã lực. Kết quả, Nga đã vượt qua Trung Quốc để giành vị trí số 1, tổng thời gian 20 phút 28 giây, hai đội tuyển cùng bảng cũng đều có thành tích dưới 30 phút, rất là ấn tượng. Sau bảng 3 của Việt Nam thì bảng 4 với ba đội tuyển Belarus, Syria và Tajikistan cũng đã kết thúc với thành tích khá là cao. Như vậy, Việt Nam đang tạm xếp thứ 15/18. Hy vọng rằng là hai kiếp xe còn lại của đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được thành tích tốt hơn trong ngày 31 tháng 7 và ngày 4 tháng 8 tới đây. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.